Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu. Công việc của tôi đang nhận thì nó cũng khá là vô. Do đó thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để công ty của tôi có thể là có những nhân sự rất tốt đến từ sinh viên trường Đông Á. Và khi là một là sau buổi ngày hôm nay mình chia sẻ được với các bạn và cùng với doanh nghiệp để xây dựng và cũng như là mở rộng cái kiến thức cũng như có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp của con. Với lòng trí tuệ sáng tạo của bản thân mình thôi. Các em có tìm hiểu để mà nâng cao lên nhận thức để nâng lên cái hiểu biết là từ đó cao hơn thì muốn cho con đi làm về thôi. Đó là chính nhiều kỹ năng hay là để phải bao cấp và tâm thiết để mà luôn được khi mà mình tìm được tìm được bao được một cái gì cũng và tránh những cái mà nó cũng nhiều để tài là báo giá người để đại học thì em phải có bằng chuyên ngành của em được cấp ra đại học. Thứ hai nữa là chạy những cái bằng phụ trợ, những cái đoàn cấp phụ trợ ví dụ như thứ nhất là kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng là việc nhóm này, kỹ năng là làm việc tập lập này, thứ ba là tiếng Anh, từ tính vững, từ cần cù và cái hình dung của bạn nó phải nhiều hơn. Các anh chị một lần chân thành nhất tại đây kia thì đã tạo điều kiện cơ hội để cho chúng em có cơ hội để thực tập và trải nghiệm các công việc của mình tại doanh nghiệp của anh chị.